tước. Và chim này rất là đẹp. Nó có cái con này là con trống màu đỏ, còn con mái màu vàng, con mái vàng vàng ươm, con trống thì đỏ chót vậy. Anh này ảnh khoái ăn sâu chứ anh không khoái ăn trứng chiến. Thông thường mấy con khác là khoái ăn trứng chiến mà ảnh khoái ăn sâu.